Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm nhân thọ được xem là tấm lá chắn trước các rủi ro bất ngờ trong cuộc sống. Câu chuyện về một trường hợp khách hàng tại tỉnh Quảng Bình không may mắn rơi vào khó khăn đã được động viên kịp thời từ khoản chi trả quyền lợi khách hàng của AIA Việt Nam là một minh chứng. Việc chi trả quyền lợi kịp thời, nhanh chóng, đúng quy định góp phần khẳng định cam kết của AIA Việt Nam trong việc luôn đồng hành hỗ trợ khách hàng trong những thời điểm khó khăn. Năm 2015, quyết định tham gia bảo hiểm AIA như một khoản tiền tiết kiệm dành cho bản thân. Chị Mai Tú Anh ở phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới không nghĩ rằng một ngày mình mắc bệnh nan y và được bảo hiểm chi trả quyền lợi một cách nhanh chóng. Khi mà mình mua gói bảo hiểm và được nâng đỡ về mặt tài chính như vậy và được đền bù một cái số tiền rất là khá lớn, thì em thấy mình là an tâm về mặt tài chính và là mình thấy mình vững tin hơn để trong cái con đường điều trị bệnh trước mắt. Là vì biết là cái bệnh này nó điều trị một quá trình rất lâu dài, mà cái việc mình có một khoản tài chính khá lớn thì mình thấy là mình được yên tâm và là thấy mạnh mẽ hơn. Ông Lê Minh Hán ở thôn Nhân Hồng, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch không may gặp biến cố trong cuộc sống. Vừa qua do sức khỏe không tốt, ông Hán đã đi khám bệnh và phát hiện có khối u ác tính ở gan. Sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm, căn cứ vào hợp đồng đã ký và thẩm định, AIA Việt Nam đã chi trả số tiền 95 triệu đồng. Giờ đây với khoản tài chính này sẽ giúp ông Hán yên tâm điều trị, chiến thắng bệnh tật. Ai cũng không muốn rằng nộp để rồi là đem đau ốm về cho mình để mình đi nhận những cái là cái số tiền để hỗ trợ, nhưng mà không may thì trời kêu ai lại già thôi. Thì trường hợp của tôi là một trường hợp là đặc biệt là bị bệnh hiểm nghèo, tôi cũng cảm nhận được là cũng hỗ trợ một phần cũng lớn để rồi nói chung là hỗ trợ gia đình là để chữa cho bản thân mình được tốt hơn. Đối với gia đình anh Lê Thanh Hải và chị Võ Thị Hồng ở thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, khoản chi trả quyền lợi bảo hiểm sau tai nạn lao động nghề nghiệp của anh Hải đã kịp thời động viên, tiếp sức cùng gia đình trong quá trình chữa trị cho anh. Vợ chồng em cảm ơn công ty bảo hiểm AIA cũng như toàn thể anh chị đây cũng đã quan tâm, hỏi thăm, giúp đỡ gia đình em trong khi vợ chồng em gặp nạn, làm thủ tục giấy tờ nhanh gọn, thanh toán mau để em có tiền em lo trong gia đình, lo cho chồng em. AIA Việt Nam là thành viên của tập đoàn AIA, tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường. Với 2-3 năm hoạt động tại Việt Nam, AIA luôn nỗ lực với mục tiêu bảo vệ an toàn tài chính cho người Việt. Doanh nghiệp đã tiên phong áp dụng trí tuệ nhân tạo AI trong thẩm định bồi thường. Tính đến nay, AIA Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hàng trăm nghìn trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm với tổng số tiền hơn 13.000 tỷ đồng. Riêng tại Quảng Bình, AIA Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hàng chục nghìn trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm với tổng số tiền hơn 370 tỷ đồng. Trong đó có hơn 145 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm sức khỏe. Chúng tôi, những người tư vấn, rất là vui khi gặp lại những cái khách hàng mà quá giống bão, họ đã sử dụng nhận cái quyền lợi tài chính và họ đã sử dụng để tái thiết lại cái cuộc sống và vượt qua những cái khó khăn. Những cái trường hợp đó nó truyền cảm hứng đến cho chúng tôi, giúp cho chúng tôi tiếp tục nỗ lực hơn trong cái công việc này với vai trò là một người đồng hành, là một người bảo vệ cái thành quả của khách hàng. Chúng tôi quyết tâm nỗ lực hơn thật nhiều trong cái công việc của mình. Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm không chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ của AIA mà còn mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện vai trò của người đồng hành, tiếp thêm động lực để khách hàng vững tin trong cuộc sống.